Xin Ngân là anh làm một cái clip, Ngân là có học lớp bộ đưng rồi. Tại vì Tuấn thấy là cứ cái gì như vậy, hãy có giá một cái thì 2 năm sau là cây trồng nó rủi. Từ cây người ta đầu tư mà ta hữu cơ đấy. Thì nhưng mà rồi tôi thấy mùa tôi muốn sầu riêng lên nhanh á, cây sầu riêng mới có 2 năm tuổi bón lúc 2 ký NPK, bốn xong rụi ngọn luôn. Tức là đầu tư mồi thì không nói, đầu tư rượu. Cà của em là 25 năm rồi đấy hả? Dạ, 25. 1 hecta 8, em làm ăn từ tháng 6 năm 2023 tới giờ. Dạ. Như vậy là được tháng 6 âm lịch hả? Cuối năm đầu 6. À, đầu 6, mình nay mới bắt đầu tháng 10 à? À, giữa tháng 10 hả? Dạ, chưa, tháng 9 hả? Hôm nay em mới 20 tháng 9 âm lịch hả? Dạ, nhưng mà mới có 3 tháng mấy? Dạ, 3 tháng. À, như vậy là trước đây thì em đầu tư pháo học. Dạ, hóa học. Nhưng mà 1 hectare 8 em nói anh là mới có 25 triệu. Thì có thể đám dưới kia phun một đợt nữa thì không hơn hết mấy triệu. Không, nhưng mà trước đó thì em đầu tư cái gì rồi? Tức là từ cái đầu năm cho tới tháng 6. Dạ không. Cái tháng... Nhà Ngân nghèo lắm cả nhà. Tháng 7 năm mới ra ri. Tháng 7 năm ngoái là tới đợt đó là em mới vậy đó hả? Dạ. Có gì đâu, có nó sợ vô ống kính hay gì. Ủa, anh vô luôn hả? Đâu sao. Tức là bây giờ người nông dân có cây cà phê là đa số, mà Tuấn thấy giá cao một cái là toàn là giọng phó học vào, thì 2 năm sau là vàng lá thối rễ nè, thì bác nó thấp mà, rồi gỉ sắt nè, rồi rẹp sáp nè, để Tuấn quay, Tuấn sẽ quay kiến cho cả nhà. Ngân đi vào đây đi Ngân. Ê, nên Tuấn nói với cả nhà là xin Ngân là quay cái này, Ngân cũng không muốn quay đâu cả nhà, Ngân không muốn đâu. Tức là em xài NPK hữu cơ của Thuận Thiên. Thì thật sự là 1 hect này là một năm ở đây bón 3 lần đúng không? À, một lần là khoảng thường thường hồi xưa là nếu bạn học ở trong vùng này nó bón là một lần khoảng 13 bông 1 hecta, rất là tốt. Dạ em cái vùng này á, ở cái vùng này á. Vùng này hả? Chứ người ta bón nhiều lắm, người ta bón toàn hơn nửa ký. Đấy. Mà nãy ngồi thống kê lại thì từ hồi tháng 6 tới giờ thì Ngân xài hết 1 hecta 8 này được hết lít mấy lít NPK. Vừa đi vừa suy nghĩ đi, không có sao đâu. Hồi nãy kiến nhiều lắm. Mà cả nhà thấy nè, em đâu có cần phun thuốc bảo vệ thực vật rẹp sáp gì đâu đúng không? Dạ không, em không có phun gì. Nhưng mà em có lần nào mà phun cái TN của mình để giải quyết đi? Chưa luôn. Tại vì cái bạn này là bạn ý thức hữu cơ sinh học từ hồi rất lâu rồi cả nhà. Từ cái thời quét rồi đã có sử dụng rồi mà. Nên là mới đi học lớp bầu đưng đấy, là như vậy. 25 năm á cả nhà. Nhưng mà kiến đây nè, đây nè, kiến đây nè. Quay có kiến. Và anh Dũng chồng chị nói là bây giờ nó hiền hơn Tuấn ơi, nó không có giống hung dữ giống hồi xưa nữa. Lau cái ống kính. Em làm bao nhiêu năm rồi thì em thấy cái đợt giàn cành năm nay làm sao? Nó dài hơn đúng không? Nó mọc hơn, mình nhìn thấy được cái tương lai đúng không? Đấy, cả nhà coi đó, 1 hecta 8 mà đương nhiên đất này thì tốt. Mà bón mới có 20, đầu tư hai mấy triệu thôi, thì 25 triệu thôi. Còn khúc kia nếu bơm lại NPK với lại Kali nữa thì không đáng bao nhiêu tiền. Rồi, ok. Em em nói năm nay là tụi em đỡ làm cành hơn. Dạ, chưa làm cành lần nào luôn. Chưa làm cành lần nào luôn. Xong rồi làm cành đầu năm thôi. Chứ còn chưa là rồi thì Tuấn sẽ giải thích tại sao mà làm với Thuận Thiên á thì chúng ta đỡ cái làm cành. Thấy không? Nó mát nè, trong cây nó mát như cái đập đám cưới vậy. Thì Tuấn sẽ giải thích sau. Rồi, cảm ơn Ân Ngân. Rồi, em có vô nhà đi rồi anh sẽ nói với nông dân một xíu nữa. Rồi. Như thế này, Tuấn chỉ lưu ý một điều như thế này ha. Về cây cà đó thì cái nhà biết là ở đây là mưa dầm, nên cái mùa mưa dầm á thì khi mà ẩm độ của đất mà lúc nào cũng trên 80% á thì cả nhà nên đưa dinh dưỡng nó trên lá. Thì thay vì cái đợt đó chúng ta bón NPK hữu cơ xuống đất thì chúng ta chia ra, dù mà bây giờ nó thành nano rồi, hồi xưa nó là tinh dầu đó, hồi xưa nó là tinh dầu thì chúng ta chỉ phun lên lá được một phi nửa lít thôi. Một xị 250ml thôi, nhưng mà giờ nó là nano rồi đó thì cả nhà phun nửa lít là bình thường ha. Đấy.
thì cái nhà thay vì lấy cái đợt đổ gốc đó, cái nhà phun trên lá. Nhưng cái nhà biết rằng là phun trên lá thì nó lấy được 3 ngày tới 5 ngày thôi, cái sản phẩm nào cũng vậy. Thì chúng ta cứ pha phun trên lá, thay vì 1 hecta nó là 10 lít thì chúng ta chia ra làm sao đó 1 phi nửa lít thì chúng ta đưa lên lá ha. Và các sản phẩm của Tuần Thiên là khi cái nhà pha xong là gặp mưa dầm mà, thì đang phun mà gặp mưa thì ngưng. Hồi xưa thì cái tinh dầu thì nó cần phải là 15-20 phút gì đó lá khô tự nhiên. Thì chúng ta chắc phải đi vô trong. Thì cây trồng mới lấy được, nhưng mà nano thì nó nhanh hơn rất nhiều ha. Nó đâu đó 5-10 phút gì đó thì nó lấy được rồi. Đấy, nano thì nó cũng có nhiều dạng hạt nhỏ rồi, nhưng mà nó có nhiều kích thước thì nó khoảng 7-10 phút gì đó thì nó lấy được rồi. Đấy, cả 20 mấy năm này cả nhà. Thì Túng rất là mong muốn là cái giá cà phê nó cao. Nhưng mà năm ngoái Brazil mất mùa thì nó mới cao vậy thôi. Lỡ giá sầu riêng làm sao, cà phê làm sao, xin lỗi, cà phê làm sao mà nó tụt xuống mà còn 40 ngàn thì nông dân của chúng ta vẫn có lời là như vậy ha. Nên là chỉ lưu ý là trong cái mùa mưa dầm, tức là đâu đó từ đầu tháng 7 âm lịch hoặc rằm tháng 7 âm lịch trên Tây Nguyên đấy, thì chúng ta nên là đưa cái công thức đổ gốc ấy, đưa lên lá nha. Tại vì ẩm độ trên 80% thì cây trồng không thể dinh dưỡng được đâu. Và nếu nông dân có điều kiện thì bón hữu cơ một lần hai lần gì đó, thì một gốc này chỉ cần là một lít thôi, một ký thôi. Nhưng mà nếu bón một đợt thì phải bón vào giai đoạn đầu tháng 7 đấy, tại vì sau đó là gặp mưa dầm nha. Sau đó là gặp mưa dầm thì khi chúng ta đưa hữu cơ vào trong đất ấy, trong mùa mưa dầm ấy, thì nó làm cho vi sinh vật nó phát triển lên. Mà vi sinh vật nó phát triển lên á thì nó hoạt động mà, nó nhiều lên mà, thì nó làm cho nhiệt độ đất tăng lên. Thì ví dụ như là mưa dầm nhưng mà nắng lên người ta 5 tiếng thì đất mới ráo, ẩm độ 60% thì cây mới lấy được dinh dưỡng. Thì chúng ta cần 3 tiếng thôi là nó đã lấy được dinh dưỡng rồi. Nên là trong mùa mưa dầm đó, đầu tháng 7 đó, thì bón hữu cơ ha. Tùy theo tỉnh thì nào mà đồng mưa dầm thì bón hữu cơ đó, để cho nó hoạt động lên. Còn ở trên đó thì chúng ta chỉ là phun ha. Một phi nó lửa lít N BK rồi. Nhưng mà giai đoạn tùy theo từng giai đoạn nha cả nhà. Nhưng mà chúng sẽ nói chung chung về cây trồng á, là khi mà trái nhỏ đó thì chúng ta dùng NPK, nhưng mà lớn lên á, trái mà lớn hết cỡ rồi đó thì chúng